tâm thư của hiệu trưởng trường đại học Hoa Sen sau sự cố xảy ra với một cựu sinh viên được hàng nghìn lượt chia sẻ. Ảnh chụp màn hình. Theo đó, trong thư, bà Quy bày tỏ sự cố đáng tiếc với cựu sinh viên của trường. Nội dung bức thư nêu ngày 22 tháng 9 trong hành trình chinh phục cực đông, 16 bạn trẻ trong đó 14 bạn là sinh viên, cựu sinh viên Hoa Sen đã đến Hoàng Đình, Vạn Thạch, Vạn Ninh, Khánh Hòa. Sau khi cả nhóm hoàn thành chuyến trekking và di chuyển về bằng tàu, do tàu không cập được sát bờ nên đã thả cho các bạn tự bơi về. Trong lúc bơi về bờ, một bạn đã bị giọt bẻ và được ba bạn quay lại trợ giúp. Không may, các bạn đã rơi đúng dòng nước xiết. Mặc dù được người dân khẩn trương cứu giúp nhưng sinh viên một trường đại học khác là bạn Phượng Tờ đã không qua khỏi. Riêng em Tờ L cựu sinh viên Xu hiện vẫn đang mất tích. Gia đình, bạn bè em L. Đại diện nhà trường, các bạn sinh viên Xu cùng các cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa đang tích cực tìm kiếm quanh khu vực em Liêm bị nạn. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho em Liêm với niềm hy vọng là phép màu sẽ xảy ra và chúng ta không mất đi một người bạn, một người thân, một Hâu Sander. Là một người mẹ, tôi ở bên cạnh gia đình em L. Là một người thầy và hiệu trưởng Hoa Sen, tôi bên các bạn. Đồng thời, bà Quỳ cũng nhắn nhủ, các bạn sinh viên thân mến, tổn thất về con người, nhất là những người trẻ, là tổn thất không gì có thể bù đắp được. Tuổi trẻ là dấn thân, tuổi trẻ là khám phá. Nhưng trước khi làm bất cứ điều gì, xin hãy nhớ cuộc sống chỉ có một và các bạn còn nhiều, nhiều lắm những việc phải làm. Ít nhất là làm cho cha mẹ, những người luôn sống vì các bạn, hạnh phúc và hãnh diện. Vì vậy hãy quan tâm đến sự an toàn cho mình và cho những người thân xung quanh mình. Du lịch biển luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Hãy tuân thủ tuyệt đối quy tắc về an toàn. Xin đừng làm những người thân yêu, bạn bè, thầy cô đau buồn vì mình. Nói những điều này lòng tôi đang quặn thắt. Cầu cho lời sẽ nhanh chóng trở về trong vòng tay của chúng ta. Trước đó, chia sẻ trên báo Bảo vệ Pháp luật, ông Võ Luật Phẩm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa, cho biết bãi biển trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng. Tai nạn xảy ra lúc 9 giờ 30 ngày 22 tháng 9 tại bãi biển Hoàng Gầm, xã Vạn Thạnh. 16 sinh viên vừa tốt nghiệp của trường Đại học Hoa Sen thành phố Hồ Chí Minh khi check-in tại khu vực Đầm Môn thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, thấy bãi biển đẹp, cát trắng thoi thoải, đã xuống tắm biển bất chấp sóng to gió lớn. Ngay khi nhóm người xuống, 4 người đã bị dòng nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã cứu được 2 người, 2 người khác mất tích. Theo ông Phẩm, đến 15 giờ 30 cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Thu Hà 1997, trú quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Anh Trần Lê Sĩ Liêm 1996, trú An Giang, vẫn còn mất tích.